Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. À, bây giờ á thấy sáng vậy nè, nhưng mà thật ra là cũng 6 giờ mấy gần 7 giờ chiều rồi. Thì buổi sáng từ 7 giờ cho tới 11 giờ thì ở trung tâm này có thầy dạy lớp khiêu vũ. Mình cũng thích lắm, nhưng mà mình chưa có thời gian để mình học thôi. Còn bây giờ là 7 giờ tối trở đi thì có cô người nước ngoài để về mình. Cô đó ngồi làm gì không anh? Cô đó là dạy bên giao tiếp tiếng Anh để cho mình phát âm chuẩn tiếng Mỹ. Cô đó là người Mỹ luôn hả? Người Mỹ. Cô gì? Cô Jenny. Jenny hả? À, sao giống cô em nhỉ? Cùng cũng Jenny hả? Em là Jenny Nguyễn. Rồi mình thấy mình cũng thích học tiếng Anh lắm, nhưng mà mình ở dưới quê á, rồi mình cũng không có thời gian học, rồi mình mắc bằng công chuyện vườn tược tùm lum la hết trơn, rồi đâu có đi học được đâu. Với ở dưới cũng không có trường có lớp ở gần nhà nữa, rồi cũng không có điều kiện để đi học. Cho nên mình đi lên đây á, mình thấy vậy á, mình thích lắm. Nói chung là thấy cái gì cũng thích. Cô đó ngày nào cô cũng tới để giao tiếp với mấy bạn đó hàng sao Phương Anh? Dạ không, một tuần mình chỉ có một ngày để giao tiếp thôi. Một tuần một ngày. Còn mấy ngày khác thì sao? Dạ mấy ngày khác là có lớp khác đó. Tại cái này một tuần chỉ luyện giao tiếp với nhau thôi. Rồi mấy bạn tới đây học tiếng Anh như giao tiếp tiếng Anh gì này rồi mình đóng tiền nhiều không anh? Dạ lẽ có 200.000 một tháng thôi. 200.000 một tháng. Dạ. Coi như một tháng học 4 ngày thì coi như một tuần lễ một buổi vậy là 50.000 mà. Dạ, được giao tiếp với lại người bản địa ở bên bển. Dạ đúng rồi, thì cũng thích quá. Dạ. Ha, mà dạ, học này lâu lâu được giao tiếp với lại nhiều người bản địa nữa. Cô đó cổ hiểu tiếng gì không anh? Hiểu chị, có nghĩa là cô hiểu được sơ sơ nhưng mà mình nói từ từ thôi là cô hiểu. Dĩ nhiên mình cái câu nào mình nói tiếng Anh khó quá mình không nói được, mình nói tiếng Việt lại luôn. Mình nói tiếng Việt mình nói từ từ là cô có thể hiểu được. Nhưng mà có kêu cô không có nói được nhiều tiếng Việt thôi. Nhưng mà cô hiểu. Chị Ngọc cho thử được không? Được chị, tặng cái ghế này. Dừng cái ghế à? Chị ra chị chơi thử nha. Dạ. Có bị lao không? Không sao đâu chị, tại chủ yếu là do cô cũng dễ lắm, cô cũng muốn mọi người nói chuyện nhiều với cô á. Tặng cho em cho nâng cao em cho cô biết tiếng Việt à? Để mình nâng cao tiếng Anh lại, mình mà biết tiếng Anh nhiều á cô thích lắm. Vậy hả? Giống như Trang mình, giống như Trang người nước ngoài biết được nhiều tiếng Việt mình cũng thích. Vậy hả? Chị ra thử đi. Để chị ra chị làm thử. Mấy bạn đi với mình nha. Nice to see you. I'm Jimmy. I'm
giao tiếp ở đây hết. Dạ, thứ hai hàng tuần từ 6 giờ tới 7 giờ 15. Học gì? Mình học một buổi là 1 tiếng đồng hồ hay là 2 tiếng đồng hồ? Dạ, 1 tiếng 15 phút. Dạ. Ở đây mấy bạn tham gia buổi đầu tiên với buổi thứ hai thường miễn phí. So, are you a student? Mình đa số là sinh viên với những bạn đi làm rồi á chị. What do you study? Mình không biết tiếng Anh. Mình ở đây thì giống như là dịch nghe sóng. Nhưng mà mình thích lắm. Nhưng mà mình ở trên đây thì chắc là mình muốn tới đây để mình học. Nhưng mà mình ở dưới quê xa thôi, với lại không có điều kiện cho nên là mình không học được. Nếu mà mình nói chuyện với cô tự khi chắc là mình nói tiếng Anh giỏi lắm hả mày? Vậy thấy Cưng nói tiếng Anh giỏi chắc là Cưng hay nói chuyện với cô đúng không ạ? Em thì cũng biết nói chuyện với cô ngoài nhiều application này là về công việc á. Đó, có một mình coi ở trong đây rồi mình nói chuyện với nhau hả Mỹ? Dạ đúng rồi. Đang học về nghề nghiệp này. Ví dụ đang là những cái câu chuyện bối cảnh để mình nói, ví dụ người họ thích làm giáo viên, người thích làm thợ sửa ăn. Who would be it? What kind of a boss would be a good boss? Có nhiều người. Are you a boss? Bồi bàn, nha sĩ, nhà dentist. Các bạn nhìn vô đây trên sơ sơ để nói về cái sở thích của mình hả? Không, về công việc ấy là mấy cái hiện tại cái mẫu, mấy cái mẫu nói mấy cái chữ có liên quan tới cái công việc đó, đúng rồi, đúng không? Còn những bạn khách hàng khác sometimes we work until dark, you know, very tiny, but it's okay. Sticky rice? Yes.
Thank you, Rose.